Chào mừng quý vị và các bạn đến với phần tin tức hàng ngày trên kênh TCT. Một điểm tin hôm nay xin gửi tới quý khán thính giả những tin vắn sau đây. Trung Quốc lại tuyên bố về 220 tàu xâm nhập trường Sa. Ông Trump có thể vào Hạ viện Mỹ vào năm 2022. Trung Quốc, trung tâm thương mại tỉnh An Huy chìm trong biển lửa. Hai người trong danh sách khủng bố của FBI bị bắt khi vượt biên vào Hoa Kỳ. Nếu bị Trung Quốc tấn công, Đài Loan sẽ chiến đấu tới cùng thiếu nguyên liệu sau khi chặn than Úc, Trung Quốc quay sang mua than của Mỹ. Trương Mỹ hố tử thần xuất hiện khi khoan giếng. Hải Phòng xác minh trường hợp nộp 100.000 làm căn cước gắn chip. Và tiếp sau đây là nội dung chi tiết. Trung Quốc lại tuyên bố về 220 tàu xâm nhập Trường Sa. Tờ South China Morning Post hôm 6 tháng 4 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tiếp tục bác bỏ cáo buộc rằng đội tàu hàng trăm chiếc đang neo đậu tại bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam là do dân quân biển vận hành. Ông Triệu nói rằng đây là các ngư dân và ngang nhiên tuyên bố họ có quyền đánh bắt và trú ẩn trong khu vực suốt hàng nghìn năm. Ông Can cựu giám đốc điều hành tại Trung tâm Tình báo Mỹ nhận định, những người đi biển chuyên nghiệp sẽ biết Trung Quốc đang nói dối. Không ai để tàu trú ẩn trong vùng bão vài tuần trước một cơn bão. Nếu đó thực sự là tàu đánh bắt thương mại, việc thả neo ở một chỗ như vậy sẽ gây tổn thất hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn đô la Mỹ mỗi ngày. Ông Trump có thể vào Hạ viện Mỹ vào năm 2022. Chuyên mục Những bí mật của Washington do ông Paul Burdass, phụ trách trên trang Washington Examiner, đã tiết lộ một tin tức đáng kinh ngạc. Ông Trump có khả năng vào Hạ viện Hoa Kỳ. Ông Bodat nói, các trợ lý nói rằng ông Trump đang tập trung vào việc bầu chọn các đảng viên Cộng hòa thân thiện trong cuộc bầu cử năm 2022. Và nếu điều đó giúp đảng Cộng hòa giành lại đa số, thì ngày càng có nhiều ủng hộ đối với việc bổ nhiệm ông Trump làm chủ tịch Hạ viện. Trung Quốc, trung tâm thương mại tỉnh An Huy chìm trong biển lửa. Sao The đưa tin, một đám cháy bùng phát vào ngày 6 tháng 4 tại Trung tâm Thương mại thành phố Chi Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Toàn bộ Trung tâm Thương mại chìm trong biển lửa, ngọn lửa bùng cháy hơn một giờ mới được dập tắt. Giới chức thông báo vụ tai nạn khiến 6 người thương vong. Theo truyền thông địa phương, Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh An Huy cho biết, vào lúc 8 giờ 52 sáng theo giờ địa phương, ngày 6 tháng 4, một đám cháy đã xảy ra tại Trung tâm Thương mại Thông Luan ở quận Quý Trì, thành phố Chi Châu, tỉnh An Huy. Đám cháy thiêu rụi một khu vực rộng khoảng 400m2. Từ đoạn video được đăng tải trên mạng, có thể thấy toàn bộ tòa nhà bị bao trùm bởi ngọn lửa dữ dội, ngọn lửa bốc cao ngút trời tạo thành cột khói đen đặc cao hàng chục mét. Đội cứu hỏa Trì Châu đã dập được đám cháy sau khoảng một tiếng, được cho là bùng phát từ tầng trên cùng của trung tâm thương mại và giải cứu thành công 6 người bị mắc kẹt. Cả 6 người được đưa đến bệnh viện ở Trì Châu để điều trị và hai trong số này sau đó đã được xuất viện, trong khi 4 người còn lại thiệt mạng. Hai người trong danh sách khủng bố của FBI bị bắt khi vượt biên vào Hoa Kỳ. Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ, trong vòng 2 tháng qua, các nhân viên tuần tra biên giới đã bắt giữ hai người đàn ông Yemen nằm trong danh sách theo dõi khủng bố của FBI và danh sách cấm bay. Hai người đàn ông bị bắt khi vượt biên trái phép vào khu vực bờ Tây của cửa khẩu Calexico ở California. Người đàn ông thứ nhất, 33 tuổi, bị nhân viên biên phòng bắt giữ ngày 29 tháng 1. Họ cũng tìm thấy một thẻ SIM điện thoại di động được giấu bên dưới đế rẻ của anh ta. Người đàn ông này đã được chuyển đến cơ quan thực thi di trú và hải quan. Người đàn ông thứ hai 26 tuổi bị bắt vào ngày 30 tháng 3, CBP cho biết anh ta đang bị giam giữ ở cơ sở của liên bang chờ xử lý. Vào tháng 2, lực lượng tuần tra biên giới đã bắt giữ 11 người Iran vượt biên trái phép gần thành phố Yuma, Arizona. Iran được coi là quốc gia được quan tâm đặc biệt có quan hệ với chủ nghĩa khủng bố. Trung bình có 10 kẻ khủng bố hoặc nghi phạm bị chặn tại biên giới hoặc cửa khẩu Hoa Kỳ mỗi ngày. Hầu hết họ đều bị phát hiện tại các sân bay hoặc khi xin thị thực vào Hoa Kỳ. Các băng đảng Mexico kiểm soát biên giới phía nam nước Mỹ. Chúng thường sử dụng các nhóm lớn, gia đình và trẻ em để chuyển hướng tập trung của các nguồn lực tuần tra biên giới. Theo đó sẽ có những khu vực khó kiểm soát. Chúng sẽ đưa hàng hóa bất hợp pháp và tội phạm vào Hoa Kỳ. Nếu bị Trung Quốc tấn công, Đài Loan sẽ chiến đấu tới cùng. Trước việc quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo rằng các hoạt động huấn luyện của nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh sẽ được bình thường hóa ở vùng biển xung quanh Đài Loan. Hôm 7 tháng 4, Ngoại trưởng Đài Loan cho biết nếu bị Trung Quốc tấn công, Đài Loan sẽ chiến đấu đến cùng. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng thông báo sẽ tiến hành cuộc tập trận Hán Quang vào cuối tháng 4 để mô phỏng cuộc tấn công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và một cuộc tập trận thực sự sẽ được tiến hành vào tháng 7 năm nay. Khi đó, bệnh viện cũng sẽ tham gia tập trận để đối phó với những trường hợp thương vong trên diện rộng. Thiếu nguyên liệu sau khi chặn than Úc, Trung Quốc quay sang mua than Mỹ. Trung Quốc đã chặn nhập khẩu than đá Úc vào tháng 10 năm 2020, trong bối cảnh xung đột chính trị kéo dài một năm. Vụ việc đã khiến nhiều tàu thuyền mắc kẹt ngoài khơi Trung Quốc, trước khi tăng nhập khẩu từ Mỹ, Nam Phi và Colombia. Trước đây, nguồn hàng này Trung Quốc chủ yếu dựa vào Indonesia, Nga, Mông Cổ và Úc. Thiếu hụt nguyên liệu, Trung Quốc đã đồng ý mua thêm các sản phẩm năng lượng trị giá 52,4 tỷ đô la Mỹ từ Mỹ trong vòng 2 năm trong một phần của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được ký kết vào tháng 1 năm ngoái. Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy, trước lệnh cấm than Úc, Trung Quốc chỉ chiếm một phần nhỏ tổng số xuất khẩu than của Mỹ. Nhưng tính đến tháng 2, Mỹ đã xuất được gần 300.000 tấn than luyện cốc được sử dụng trong sản xuất thép sang đại lục. Đây không phải là lần đầu tiên Hoa Kỳ đạt mức xuất khẩu than như vậy sang Trung Quốc, mặc dù việc Trung Quốc mua than của Mỹ có xu hướng biến động hơn và không thường xuyên trong vài năm qua. Ngược lại, tổng lượng xuất khẩu than cốc và than nhiệt của Úc vốn được sử dụng để sản xuất điện đã giảm từ 2,5 triệu tấn trong tháng 10 xuống 0 vào tháng 12 năm 2020, trước lệnh cấm Úc thường xuyên xuất khẩu trung bình từ 6 triệu đến 7 triệu tấn than mỡ và than nhiệt sang Trung Quốc. Trương Mỹ hố tử thần xuất hiện khi khoan giếng sự việc bắt đầu từ việc hộ ông Đặng Đình Nhâm, thôn 2, xã Quảng Bị, tổ chức khoan giếng. Sau khi tổ thợ khoan đến độ sâu 47 mét thì xuất hiện tình trạng giàn khoan bị nghiêng. Thấy nguy hiểm, tổ thợ khoan đã nhanh chóng di tản và hô hoán chủ nhà và hàng xóm sơ tán. Ít phút sau, hố tử thần xuất hiện và nuốt trọn giàn khoan. Sau đó, hố tử thần đã mở rộng ngoạm vào ngôi nhà 7 tầng và lan sang 4 nhà bên cạnh. Miệng hố ăn sâu vào trong khoảng 5 mét. Mặt tiền 5 ngôi nhà ở khu vực hố tử thần đã nứt toác sâu. Mặt đường gần hố tử thần cũng đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt và tiếp tục lan rộng. Sau khi xảy ra sự việc, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Bị đã huy động lực lượng công an phong tỏa hiện trường, cảnh báo nguy hiểm cho người dân và tạm thời di rời 20 hộ dân xung quanh phong tỏa 100 m đường tỉnh lộ 49, đoạn chạy qua khu vực Hố Tử Thần để đảm bảo an toàn. Hải Phòng xác minh trường hợp nộp 100.000 làm căn cước gắn chip. Báo Giao thông đưa tin về sự việc xảy ra sáng ngày 4 tháng 4 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng. Hai vợ chồng ông BKH và bà VTT đến làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip điện tử do Bộ phận lưu động của Công an huyện Tiên Lãng thực hiện sau khi cấp xong, bà VTT có đưa cho một cán bộ công an xã bán chuyên trách số tiền 200.000 đồng tiền làm căn cước công dân gắn chip điện tử của hai vợ chồng bà. Trong đó bao gồm cả lệ phí chuyển đổi từ chứng minh nhân dân chín số sang thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử của bà VTT, lệ phí cấp lại căn cước công dân của ông BKH và tiền dịch vụ chuyển phát nhanh và không nhận được biên lai. Like. Như vậy, người dân phải nộp 100.000 đồng để làm căn cước công dân, thay vì 15.000 đồng như niêm yết, vượt quy định mà lại không giao biên lai like cho người nộp. Phát hiện vụ việc thu lệ phí không đúng quy định trên, Công an huyện Tiên Lãng đã yêu cầu cán bộ công an xã bán chuyên trách trả lại tiền thừa của ông BKH và bà VTT và các trường hợp khác tương tự nếu có. Hiện, Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của TCT. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.